Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Sóc Cò TV muốn chia sẻ cho các bạn một ít hồ đẹp đại hàng Đài Loan. Những cây này đã cắt ngòng thì chúng ta sẽ sưu tầm những em này, chúng ta sẽ trồng thì Tết các em sẽ cho ra bông các bạn nhé. Có thời gian trước thì mình không có bán cái hàng này tại vì là cây nó rất là xấu. Bữa nay về hàng luôn này rất là đẹp. Đây là cây hàng Đài Loan, dễ rất là xanh. Các bạn thấy này, đây là hàng Đài Loan, những cây đã cắt ngồng đi rồi mà chúng ta trồng các bạn nhé. Hôm nay về luôn này rất là đẹp, rất đẹp, dễ xanh. Hàng Đài Loan ấy, những cây cắt ngồng thì thường thường nó sẽ bị lối lá nhẹ các bạn nhé, thường thường nó sẽ bị lối lá nhẹ cái lá chân này. Chúng ta sưu tầm những cái này trồng khả năng sống rất là cao. Hiện tại cái lô này bên mình về là có rất là nhiều màu, 7 đến 8 màu khác nhau. Màu thì màu lộn xộn sổ số. Mình sẽ lựa được cho các bạn màu khác nhau dựa theo củ lá khác nhau. Ví dụ như cái này cây cổ trắng sẽ sổ ra cái màu sáng hơn như là màu vàng, màu trắng, màu cam, màu hồng. Còn những cây màu củ màu đậm như thế này các bạn nè. Những cây cổ lá đậm như thế này thì nó sẽ sổ ra những cái màu như là màu tím, màu đỏ, màu chớp. Màu gì đi chăng nữa thì bên mình sẽ cố lựa cho các bạn là những cái bộ rễ nó sẽ rất là xanh. Bộ rễ sẽ rất là xanh. Rất là xanh. Màu sắc thì là màu lộn xộn, lựa màu khác nhau các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ báo giá là combo là 5 cây 5 màu khác nhau. Bên mình sẽ bao ship cho các bạn là giá là 325.000. Nó tương ứng với cả là 65.000 một chậu các bạn. Được bao ship nhé, 65.000 bao ship. Mình thì mình sẽ ship toàn quốc. Này, cây Đài Loan này các bạn thấy nó bự không? Bự chà bá này. Rễ nó xanh. Các bạn mua hàng chúng ta nên ưu tiên chọn những cây mà cây hàng Đài Loan nhé, nó sẽ trồng sẽ sống khá là cao. Cây thì màu rất là nhiều. Đây, màu đậm này các bạn này. Cổ lá đậm này. Lô này có 7 8 màu khác nhau, như là những màu cơ bản như là màu trắng, màu vàng, màu hồng, màu tím, màu đỏ ớt, màu chớp đột biến. Dễ xanh. Cây khỏe. Cái cây này nó bị tét ngọn lá ngọn thì mình không có ship hàng cho các bạn nhé. Mình sẽ ship hàng cho bạn những cây nó ok như thế này. Đó. Không thể tránh được cái lối lá nhẹ, nhưng mà những cái lối lá ngọn thì là bên mình không thể chấp nhận được. Cái cây này là bên mình sẽ không có gửi hàng cho các bạn. Ví dụ cái lá chân như này thì có thể chấp nhận được này. Cái lối lá chân này này, đó. Lá chân thì các bạn trồng xong này sang chậu nó cũng bị rụng vàng lá đây. Chúng ta ngắt đi. Cái lá chân thì ngắt đi các bạn nhé. Dễ xanh. Đây. Mình sẽ lấy cho các bạn này. Bộ rễ xanh các bạn này. 65.000 một chậu, 5 cây bao ship. Các bạn mà mua 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 4 cây thì là phí ship 35.000. Còn nếu các bạn mà mua 5 cây thì sẽ được bao ship. Mình sẽ lựa cho các bạn là 5 cây 5 màu. Còn nếu các bạn mà mua 10 cây thì mình sẽ lựa cho các bạn đến 7 đến 8 màu. Hàng Đài Loan. Cây rất là khỏe mạnh, dễ xanh. Và các bạn thì tháo ra. Và các bạn tháo bớt rễ ra, chúng ta trồng, chúng ta chèn than. Chúng ta chèn than như thế này này. Thì cây nó sẽ ra ngồng. Các bạn cứ tháo bớt rễ ra, chúng ta chèn than thì cây sẽ cho ra ngồng. Các bạn nhận hàng thanh toán tiền giúp mình nhé. Nếu mà trong quá trình nó vợ vận chuyển á nó bị hư hại cái cây lan nào thì các bạn hãy chụp hình gửi qua Zalo bên mình. Bên mình sẽ hoàn tiền lại cho các bạn. Đẹp thì các bạn hãy thanh toán tiền cho shipper. Còn nếu mà nó bị hư hại lan thì các bạn hãy chụp hình gửi qua cho mình để bên mình hoàn tiền lại cho các bạn những cái lan nó bị hư. Mình sẽ bảo hành cho các bạn. Đây là chuẩn 100% là hàng Đài Loan. Cây này cây cắt ngồng và chắc chắn là sẽ có rất là nhiều màu. Đó. Mỗi cây mỗi kiểu lá khác nhau thì nó sẽ ra là cái màu sắc khác nhau. Hàng Đài Loan nó có một cái điểm hay đó chính là cứ em ấy khỏe mạnh là em sẽ tự ra ngồng. Có nhiều cây nó sẽ... ôi đây là các bạn này, có nhiều cây sẽ tự đang ngồng, các bạn thấy ra rất là nhiều rễ xanh, hàng về rất là nhiều. Hồ điệp là cái dòng mà rất là được nhiều người yêu thích bởi vì là em ấy ra bông quanh năm suốt tháng đó. Những cây lối lá ngọn là bên mình không có gửi hàng.
bên mình sẽ thường thường gửi cho các bạn những cây nó sẽ như thế này. Đó. 65.000 một chậu thôi các bạn nhé. Chúng ta trồng lan, chúng ta treo dưới một cái lớp lưới. Treo dưới một cái lớp lưới này này. Thì cây nó sẽ ra ngồng thôi. Các bạn mà để dưới ánh sáng trực tiếp mặt trời là nó sẽ bị cháy lá, cây lan sẽ chết đấy. Rễ xanh. Các bạn thấy rễ xanh này. 65.000 một chậu, 5 cây bao ship, ship toàn quốc. Trong Nam thì các bạn là nhận 1 đến 2 ngày, còn trong ngoài Bắc thì sẽ nhận 3 đến 4 ngày. Số hiện tại mình đang ở trong miền Nam đấy các bạn. Thường thường ở bên mình rất là khó tính trong cái việc mà nhập hàng. Bên mình mà đã bán hàng là chỉ có bán những hàng đẹp, chứ mình không có bán hàng chất lượng thấp. Cho dù là giá thấp, mình thích là bán hàng là chất lượng cao, giá nó cao chút xíu. Để cho mọi người sưu tầm những cây nó dễ khỏe mạnh như này, chúng ta trồng ra nó sẽ dễ sống hơn rất là nhiều. Dễ xanh các bạn nhé. 65.000 một chậu, hàng về rất là nhiều. Cây đẹp không các bạn? Rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Hôm nay mình lại về lại cái lô này, chắc chắn là sẽ hết rất là nhanh thôi. Các bạn làm sao mà mua hàng bên mình cứ miễn là được 5 cây thì bên mình sẽ bao ship nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.